Xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta sẽ bước vào bán kết 2 của đồng đội giữa hai đội quận 5 và đương kim vô địch quận 11. Vâng, cuộc đối đầu giữa quá khứ và hiện tại tương lai của bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đội xuất phát của quận 5 với Team The Cock, Hoàng Tú, Đỗ Thái Khánh Cường, Trần Ngọc Bình và Kim Jisho. Còn bên phía đội bóng nhà đương kim vô địch quận 11 sẽ là 5 cái tên ra sân như sau: số 1 Dương Minh An, số 3 Trần Đăng Khoa, số 25 Lê Công Tuấn Anh, số 65 Lê Hiếu Thành và số 98 là Triệu Hán Minh. Và như vậy đợt tấn công đầu tiên ở trong trận đấu bán kết 2 sẽ thuộc về phía đội đương kim vô địch quận 11. Trên sân thì là ba cầu thủ đánh hàng ngoài: Team The Cock, Kim Jisho và Tony Hoàng Tú. Khánh Cường cú ném tốt và vào tay. Hai điểm đầu tiên được ghi bởi Đỗ Thái Khánh Cường, cầu thủ có cái tên trên áo chính là tên huấn luyện viên của mình. Không biết có phải là thần tượng của anh không, không biết có phải là thần tượng của anh không. Hiếu Thành xoay sở hay và dí rổ thành công. Đây cũng là hai điểm đầu tiên bên phía đội bóng quận 11 ông dày hit. Các cầu thủ quận 5 sẽ phải rất chú ý thủ cánh với Hiếu Thành. Triệu Hán Minh đánh vào hay, câu lỗi tốt và end one mang về dành cho Triệu Hán Minh. Đó cũng là một màn đụng độ giữa hai thành viên cũ của đội tuyển Việt Nam ở SEA Games 31, Kim Jisho và Lê Hiếu Thành. Lê Hiếu Thành lại có một cơ hội nữa. Thủ tốt từ Kim Jisho nhưng vẫn có một cơ hội thứ hai được ghi bởi Hiếu Thành. Quá đẳng cấp. Và có một màn đã có một khiêu khích đến từ Hiếu Thành với người đàn em. Có yểm trợ. Thoát được, Phú Cường ném xa. Mang về ngay 3 điểm dành cho quận 5. Đó là pha ra tay đầu tiên của tài năng trẻ bên phía quận 5. Minh An lại có một cuộc đối đầu với Tony Hoàng Tú. Cú ném của Hiếu Thành, 3 điểm của Hiếu Thành là bản lĩnh vượt trội đến từ thành viên chủ chốt của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Minh Khoa qua người hay, lên rổ cánh tay trái thành công rồi. Qua chân, phối bóng đánh đây có mismatch, vẫn rất khó. Lê Ngọc Tú vẫn lấy rebound trước một dừng tay của các cầu thủ áo vàng và Lê Ngọc Tú vẫn có được 2 điểm dành cho quận 11. Vẫn đây là Mr. Wiggle. Đột phá hay, lên rổ tốt và như vậy là end one. Trọng tài đã chỉ tay xuống và đưa số 2 lên. Mặc áo của thần tượng cái phía thì anh cũng là người có biệt danh là Khoa Xù. Lê Hiếu Thành lên rổ đã bị từ chối, vẫn còn cơ hội thứ hai và dứt điểm thành công dành cho Lê Hiếu Thành. Mitsubigo đầu vào hay, lên rổ tốt. Và đây đã là điểm số thứ 21 dành cho quận 11. Lý Phú Cường xoay ném quá mềm mại đến từ số 6. Lên rổ có điểm được ghi. Đó là Tony Hoàng Tú. Được chuyền cho Lý Phú Cường, được ném khá thoáng. Và 5x3. Quá hot hand vào lúc này. Đường chuyền lên đến với Tony Hoàng Tú. Rất thoáng. Có 3 điểm dành cho Tony Hoàng Tú. Chuyền hay. Thủ Kobe đáp trả thành công với 2 điểm tính. Lê Hiếu Thành đến xa, bóng xoáy và trở thành 3 điểm dành cho Lê Hiếu Thành. Đã có dấu hiệu chậm lại. Lê Hiếu Thành thì không, lừa hết tất cả. Một hê xì của Lê Công Tuấn Anh. Chuyền sang phải, Team The Cock quyết định ném xa, bóng xoáy và trở thành 3 điểm dành cho Team The Cock. Phải khai thác thật tốt những tình huống ném wide open như vậy. Đây là Hoàng Anh, lại là Team The Cock như đã đánh lừa được Lê Hiếu Thành. Lên rổ đổi tay, hay quá, rổ thành công. Quá tuyệt vời. Còn 5 giây tấn công, mất bóng rồi, cơ hội phản công và đây là Dương Minh An. Quá đơn giản. Tình huống triển khai tấn công không tốt của quận 5. Xét bài tốt, Team The Cock lại không thể có góc ném. Ra tay được rồi nhưng lại không có điểm. Kim Jisoo có rebound, ghi điểm từ Kim Jisoo. 41-44, khoảng cách đang là rất gần vào lúc này. Có những sự thay đổi người, chiến thuật hơn. Kim Jisoo xoay người fight away. Có điểm mang về dành cho Kim Jisoo. Tình huống khá tự tin khi quận 5 để cho Kim Jisoo được đánh ISO. Và anh đã thành công cho pha đối đầu 1-1 với Lê Công Tuấn Anh. Thả xuống backdoor và ghi điểm quá dễ dàng, đáp trả. Chuyền trả lại dành cho Lê Ngọc Tú, kích bóng ra. Dương Minh An qua người hay, step back đem xa. 3 điểm dành cho Dương Minh An. Đây là
một tình huống xử lý có thể nói là cấp độ quốc gia. Hai đấu ba. Dương Minh An quá trống trải dành cho Dương Minh An, còn lại là thêm một tình huống 3 điểm tính dành cho anh. Hai quả ném ba thành công của Dương Minh An ở hiệp đấu này, đó đều là những cú ném rất cháy. Thời gian vẫn còn ra rất nhiều dành cho quận 5, bởi vì bên phía quận 11 đã phạm tổng cộng là 4 lỗi. Chùm shot midrange thành công, đó cũng là một trong những tình huống nhảy ném mang thương hiệu đến từ Hoàng Minh Khoa. Ném ba không có điểm nhưng vẫn có cơ hội thứ hai dành cho quận 11. Luân chuyển rất hợp lý. Bây giờ là đánh cận rổ. Cú móc rổ quá khéo léo của Lê Công Tuấn Anh. Lại thêm một pha mất bóng nữa. Đây là 4 đấu 3, hơn nhau một người. Mr. Wiggle thả rổ thành công ở khu vực cận rổ và mang về điểm số thứ 58 dành cho quận 11. Bây giờ tốc độ tấn công bên phía đội bóng 11 cũng sẽ chậm lại để có thể bảo toàn được nền tảng thể lực của họ, chuẩn bị để bước vào hiệp thi đấu thứ tư. Một pha deep three cho Hằng. Wow. Yes sir. Quá tuyệt vời. Như vận động viên Trung Đàm cũng đã nói, đây là một tình huống xử lý đẳng cấp Đông Nam Á. Tú Cô Mi đột phá vào, chưa thể lên rổ. Đó chính xác hơn là Triệu Hùng Minh. Bây giờ là pha kết thúc của Khoa Trần. 3 điểm được dành cho anh. Chính xác hơn là Dư Minh An, lại có 3 điểm nữa cho Dư Minh An. Một hiệp đấu tưng bừng của Dư Minh An. Tony Hoàng có yểm trợ đến từ Hoàng Anh. Đến từ Hoàng ném xa, 23 điểm. Cú ném ba rất ngọt của Tony Hoàng. Dương Quốc Tài vừa nhận bóng từ chính người em trai, pha chạy cắt vào nhận bóng ném, và đó là cú ném rất tốt của Sanh Tấn. Nhưng cú ném trung bình vẫn luôn là một thế mạnh mà Sanh Tấn luôn quá phát huy. Dương Quốc Tài lại là nổ lục phạt. Phối hợp tốt, lên rổ đổi tay mềm, rất mềm. Đó là Quang Trung. 3 đấu 4, đây là 3 đấu 5. Chuyền hay, rất dũng mãnh. Có một pha tiếp biên thành công và gần như bên phía đội bóng áo vàng đã không thể nào làm gì hơn. Có server. Có điểm. Và ghi điểm của Sanh Tấn. Sanh Tấn đẩy bóng lên cho Khoa Trần. Rất tốt. Và đó là một and one được ghi bởi Quang Trung. Qua người hay, chỉ bóng tốt. Nhưng đường chuyền lại hơi thấp. Gõ bán thành công, đó là trung phong Nguyễn Hoàng Anh. Tỷ Phú Cường hơi chần chừ. Không có điểm xảy ra. Và vừa rồi là một pha and one dành cho Lý Phú Cường, bởi vì vận động chuyền dành cho trung phong Nguyễn Hoàng Anh đã không được thực hiện tốt. 6-8, 8-6 cũng là một tỷ số đẹp để chúng ta khép lại ngày hôm nay. Với những diễn biến của giải bóng rổ vô địch thành phố Hồ Chí Minh 2024, và xin chúc mừng các cầu thủ quận 11. Họ sẽ ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải để bảo vệ ngôi vương với đối thủ là các cầu thủ quận Tân Bình. Đến đây thì buổi trực tiếp của FPT Play, những diễn biến của ngày thi đấu áp chót giải bóng rổ vô địch thành phố Hồ Chí Minh 2024 xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết của nội dung nam vào ngày mai giữa quận Tân Bình và quận 11. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.